Giới thiệu một chút về dòng sữa nha, ốc sẽ nói nhanh thôi. Từ đó tới giờ thì tiệm mình luôn có cái dòng sữa này, mặc dù là em này mới xuất hiện khoảng vài tháng đổ lại đây thôi, nhưng mà cái sức ảnh hưởng của nó phải nói là cũng rất là đáng ghi nhận, bởi vì dòng sữa này thực sự rất là tốt, đến từ thương hiệu OZ Good Dairy. Và dòng sữa này là Instant Full Cream Milk Powder, nó có chứa cái hàm lượng vitamin A và vitamin D rất là dồi dào, và nó phù hợp cho cả gia đình luôn, cho nên là cái dòng sữa này rất là ok. Ốc nhắc lại một chút ha, đây là dòng sữa tươi nguyên kem nguyên vị dạng bột của Úc, đến từ thương hiệu OZ Good Dairy, và dòng sữa này thì nó chứa hàm lượng vitamin A và vitamin D rất là dồi dào và phù hợp cho tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình luôn. Các bé nhỏ từ 1 tuổi trở ra thì mẹ có thể cho bé uống bổ sung thêm dòng sữa này. Những người lao động như chúng ta, hay là chồng của chúng ta, hay là những người lớn tuổi trong gia đình thì đều có thể sử dụng chung cái dòng sữa này. Sắp tới thì OZ Good Dairy sẽ có cái dòng sữa của người già nữa, là cái túi sữa nó màu cam. Nhưng mà hiện tại thì cái túi màu vàng này ốc bán rất là chạy, và vừa rồi có một đợt bị đứt hàng khoảng 10 ngày, mọi người sốt ruột lắm, tại vì dòng sữa này thực sự ai mà đã uống rồi thì 100% là họ đều quay lại để mua, vì thật sự là nó không chỉ tốt mà nó còn rất là thơm ngon và dễ uống. Và một cái cách rất là đơn giản để mà mình bổ sung nguồn dinh dưỡng cho gia đình của mình. Sữa này có làm tăng cân hả? Không. Dòng sữa này nó phù hợp cho cả những người bị tiểu đường luôn, tại vì nó không có chất béo, nó chỉ có cái hàm lượng béo rất là cơ bản. Đương nhiên, cơ thể của chúng ta luôn cần lượng mỡ dự trữ, cho nên là mình không thể nào loại bỏ chất béo được. Chất béo giúp cho cơ thể chúng ta có năng lượng và duy trì hoạt động hàng ngày mà các bạn. Nhưng mà khi mà chất béo mà nó ở mức quá độ thì đương nhiên là nó sẽ không chỉ là làm cho chúng ta bị tăng ký này, hình thể của chúng ta sẽ xấu đi, sẽ mất tự tin, mà cái nguy cơ về bệnh tật nó rất là cao. Béo phì, tiểu đường, tim mạch hay là cao huyết áp nó đều liên quan, và nó có cái sự gọi là tỷ lệ với những cái vấn đề về cân nặng. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải kiểm soát cân nặng của mình. Cái điều này không phải đợi đến khi mà chúng ta lớn, chúng ta ở cái tuổi trung niên chúng ta mới cần chú ý đâu, mà phải bắt đầu từ khi chúng ta còn rất là trẻ. Chính vì vậy cho nên khi mà bạn thu nạp dinh dưỡng, bạn lưu ý là cố gắng tìm những cái dòng sữa nào mà mình uống mình cảm nhận được rằng là nó không chỉ thơm, không chỉ ngon, mà mình còn biết rằng là nó sẽ không có làm cho chúng ta bị lên ký. Thì cái dòng sữa của OZ Good Dairy là một cái dạng sữa như vậy, rất là thanh, nó rất là nhẹ và cực kỳ dễ uống, rất là thơm. Cho nên là ai mà kiểu không có thích uống sữa thì bạn vẫn có thể bổ sung cái nguồn sữa này. Thì một túi sữa như vậy giá là 330.000 đồng. Một túi này là 1 ký và nó có thể tạo ra được 7 lít sữa. Thì rất là đơn giản, nếu mà bạn muốn pha một cái ly sữa thì bạn sẽ đổ vào trong cái ly của mình bình thường, một ly khoảng 250ml đúng không? Thì bạn sẽ đổ cái lượng bột vào khoảng cỡ 1/3 cái ly, tức là tương đương với khoảng 35g bột. Bạn khuấy với nước nóng hoặc là nước lạnh đều được, hoặc là nước ấm đều được, tùy cái khẩu vị của bạn. Tức là nó hoàn toàn được hòa tan ngay cả trong nước lạnh luôn, cho nên là nó cũng đáp ứng được nhu cầu uống sữa. Mà nhiều người người ta không có thích uống sữa bị nóng hay là bị ấm, thì cảm thấy là trời nóng người ta không có thích, thì bạn có thể pha với nước lạnh và để trong tủ lạnh, uống ực một cái cho hết một ly. Hoặc là có thể pha với một bình để mà tạo ra 1 lít sữa. Thì một cái túi sữa 1 ký như vậy nó có thể tạo ra được 7 lít sữa. Thì để tạo ra được một cái bình 1 lít để cho cả nhà cùng uống, và mình cứ để trong ngăn mát cũng lạnh khoảng 1 tuần. Trong vòng 1 tuần mình không có nên để lâu hơn ha. Thì bạn sẽ đổ vào trong cái bình đó khoảng 1/3 cái lượng bột sữa tươi nguyên kem nguyên vị dạng bột này. Và bạn có thể khuấy đều lên cùng với nước lạnh hoặc là với nước ấm đều được. Còn nếu không thì bạn có thể pha với khoảng 140g bột, khuấy đều lên là xong. Nói chung là rất là đơn giản để bạn sử dụng. Thì một thì họ khai thác cái nguồn sữa dê, ví dụ như là Úc hay là New Zealand, và họ xuất khẩu toàn cầu, cho nên sữa dê lúc nào giá thành của nó cũng đắt hơn một chút so với sữa bò. Chúng ta không có loại sữa bò ra khỏi cái nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, tại vì ví dụ như sữa bò thì vẫn rất là tốt và dễ sử dụng, phù hợp túi tiền. Nhưng nếu có điều kiện thì mình bổ sung thêm sữa dê thì Úc thấy là sẽ giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện và phát triển chiều cao một cách tối đa luôn. Cái hàm lượng vitamin D trong sữa dê nó rất là dồi dào, cho nên nó giúp cho trẻ tăng trưởng. Nó không hẳn là giúp cho trẻ mà từ ốm trở thành mập, tại vì nó không phải là cái đặc thù dinh dưỡng theo kiểu là giúp trẻ tăng ký. Để cho thay đổi cái cơ thể của trẻ từ rất là ốm trở nên mập hơn thì chúng ta cần nhiều nguồn dinh dưỡng khác nhau, trong đó có cả những loại sữa giúp tăng cân nữa. Hoặc ngược lại, những em bé mà bị béo phì, những em bé mà bị dư cân nặng thì chắc chắn là bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng họ sẽ đưa ra một cái thực đơn riêng biệt để giúp trẻ sẽ hấp thụ được cái nguồn năng lượng vừa đủ và tránh được cái tình trạng béo phì dẫn đến nhiều cái vấn đề về sức khỏe của bé. Nếu mà các bạn muốn pha một cái ly á, thì các bạn ngoài cái cách là bạn đổ cái lượng bột vào khoảng 1/3, thì bạn cũng có thể
dùng 3 muỗng bột, mỗi một muỗng khoảng 10 gram bạn pha đều. Còn nếu mà tạo ra một bình sữa dê 1 lít thì bạn sẽ đổ cái lượng bột vào khoảng 1/3 bình, hoặc là pha với cỡ 13 muỗng bột, mỗi muỗng là khoảng 10 gram bột là ok, khuấy đều lên. Nói chung là thực ra là em bé còn nhỏ thì sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất, cho nên là chắc chắn là trong 6 tháng đầu đời thì con phải được bú sữa mẹ hoàn toàn. Bắt đầu từ tháng thứ 6 trở ra thì mình vẫn tiếp tục duy trì nguồn sữa mẹ, và đó cũng là cái cách mà ốc chăm các con của mình, và có thể bổ sung thêm sữa công thức. Thì các con có rất nhiều sự lựa chọn về các loại sữa công thức, tại vì hiện tại thì ốc biết là nhiều dòng sữa tốt lắm. Calacao nhà ốc thì cũng dùng rất là nhiều dòng sữa đa dạng, chứ không phải là chỉ có dùng một loại, và dùng phối hợp theo mỗi một giai đoạn thì mình lựa chọn những cái dòng sữa khác nhau, và đôi khi mình chia ra theo kiểu là sáng, trưa, chiều, tối là cữ sữa nó sẽ khác nhau, để cho con không có bị ngán về mùi vị, và cái sự tổng hợp dưỡng chất thì nó cũng ở cái mức toàn diện nhất. Nhưng mà trẻ bắt đầu khoảng tầm từ 1 tuổi trở ra thì mẹ có thể bổ sung thêm sữa dê nếu có điều kiện nha, tại vì thật sự là ốc thấy sữa dê nó tốt thật, và nó giúp cho trẻ hấp thụ tốt và tránh được một vài những vấn đề về tiêu hóa, về đường ruột của bé. Thành ra là mình có thể sử dụng bổ sung thêm cho bé ha, chứ không nhất thiết là dùng sữa này rồi cái mình loại bỏ sữa khác, hay là chỉ có một loại sữa này là tốt nhất mà những loại khác thì không tốt bằng thì không đúng. Ốc không có cái quan điểm đó, tại vì ốc thấy rằng là sữa thì mình nên phối hợp, và mình chia ra mỗi giai đoạn, cũng như nhiều khi là cái sở thích của bé nữa, có bé có thể thích dòng sữa này hơn, có bé có thể thích dòng sữa khác hơn.